của chị vẽ gì đó. Nè, xong rồi. Chị vẽ một hồ cá, có hai con cá tặng em đó. Cảm ơn chị. Bây giờ chị vẽ thêm cho em một con nữa nha. Em cũng vẽ cho chị một bức tranh. Vẽ nhanh đi. Thấy chưa? Xong rồi. Nè, con mèo đây. Một mắt xấu quá, quá trời xấu. Nè, em nghĩ đẹp quá ha. Em phải cho chị một bức tranh. Em vẽ cái gì mà chị đâu có thấy gì đâu. Con bò sữa bay cỏ. Bay cỏ đâu? Bay cỏ con bò sữa ăn hết rồi. Vậy con bò sữa? Con bò sữa ăn no quá chạy đi chơi mất rồi.